Thưa quý vị và các bạn, mô hình vụ khúc sân trường được liên đội, đoàn đội các trường học bắt đầu triển khai từ đầu năm học 2017-2018. Dù mới triển khai, nhưng mô hình đã tạo sức hút, đang được các nhà trường nhân rộng áp dụng hiệu quả, góp phần đẩy mạnh giáo dục toàn diện, tạo sân chơi bổ ích cho các em học sinh. Bài khiêu vũ điệu cha 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 được liên đội trường trung học cơ sở Tân Dĩnh duy trì tổ chức trong các giờ ra chơi cho các em học sinh. Những động tác vui nhộn, khỏe khoắn lại không kém phần dẻo dai đã thực sự thu hút các em. Khi mà chúng em tham gia cái vũ khúc sân trường này, chúng em cảm thấy rất là hào hứng, rất là vui và cảm thấy rất là thoải mái sau những cái tiết học căng thẳng. Buổi sáng thì chúng em lại có một kiểu dạng như là một cái sức sống mới cho tiết học tiếp theo. Cảm thấy hào hứng và cảm thấy khỏe khoắn ạ. Không chỉ các em học sinh mà các cô giáo cũng cùng tham gia nhảy với các em, khiến sân trường trở nên sôi động hơn trong những giờ ra chơi. Chúng tôi tham gia thì sẽ là tiếp thêm cái ngọn lửa cho các em học sinh và học sinh cảm thấy rất là hứng thú. Mô hình vũ khúc sân trường cũng được trường Trung học phổ thông Thái Thuận duy trì từ đầu năm học này. Ba khối với ba bài nhảy khác nhau, nhưng tất cả đều có đặc điểm chung là giai điệu vui tươi. Thay vì những bài thể dục giữa giờ đơn thuần, thì những bài nhảy sôi động đã giúp các em thoải mái hơn sau những giờ học căng thẳng. Sau cái hoạt động vũ khúc sân trường tại trường mình thì em cảm thấy là được giải tỏa sau những cái giờ học căng thẳng. Và bên cạnh đó thì hoạt động này cũng giúp cho chúng em tạo thêm một nguồn năng lượng mới để tiếp tục bước vào những giờ học tiếp theo ạ. Việc tập các bài dân vũ này giúp các bạn trở nên gần gũi với nhau hơn, thân thiện và tránh xa được các loại hình giải trí không lành mạnh và tạo nên một môi trường học đường thân thiện. Từ hiệu quả thực tế, mô hình vũ khúc sân trường đang được các liên đội, đoàn đội các trường nhân rộng ở cả 3 cấp học. Từng cấp học sẽ có những bài nhảy phù hợp với lứa tuổi của các em. Mô hình đã tạo sân trường lành mạnh, giúp các em học sinh rèn luyện kỹ năng tham gia hoạt động nhóm, hoạt động tập thể, từ đó trở nên gắn kết, yêu môi trường của mình hơn.